Hôm nay chúng tôi tiếp tục xuất kho máy trộn tự hình lạc hồng 12 bao cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Lạc hồng luôn tiến hành chạy thử máy để đảm bảo sản phẩm luôn vận hành tốt trước khi xuất hàng, nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của máy. Phiên bản này sử dụng động cơ ô tô 4 máy 40 HP, giúp máy trộn vận hành mạnh mẽ, bền bỉ hơn, kết hợp với cầu trộn 9 tấn cho khả năng trộn nhanh đồng đều chỉ mất từ 6 đến 8 phút cho một mẻ trộn. Máy được trang bị hai cầu giúp di chuyển linh hoạt kể cả trên địa hình đồi núi dốc với tốc độ đạt được từ 30 đến 40 km/h. Hệ thống phanh dầu, phanh tay có trợ lực lái tạo thuận lợi hơn cho người dùng, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình hoạt động. Hiện nay, Lạc Hồng có cả các mẫu 6 bao, 9 bao và 18 bao, đáp ứng đa dạng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Nếu anh chị có nhu cầu, hãy liên lạc ngay với Lạc Hồng để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.